Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Đức Cảnh ở Bonsai xin chia sẻ với quý vị và các bạn kỹ thuật trồng chăm sóc đối với cây bằng lăng. Trên màn hình quý vị và các bạn đang quan sát cây và hoa của cây bằng lăng. Thứ nhất, về đặc điểm sinh trưởng và phát triển, đây là cây dễ trồng, dễ sống và ưa được thời tiết khắc nghiệt. Cây chịu được độ ấm nhưng không chịu được úng nước trong thời gian dài ngày. Do đó, đất trồng, giá thể đất cần phải đảm bảo giữ được độ ấm và thoát nước tốt. Thứ hai là kỹ thuật trồng chăm sóc đối với cây bằng lăng. Trong nội dung này chúng ta sẽ đi thành hai phần chính. Phần thứ nhất là phần phôi bằng lăng chúng ta đào trực tiếp ở trên rừng, chúng ta khai thác ở đồi rừng về. Trong trường hợp này chúng ta cần làm các bước như sau. Một, sau khi đào về chúng ta cần phải dùng kéo sắc cắt một cách gọn và ngọt các đầu rễ và các chi tai cành. Đối với các cành, chúng ta sau khi cắt vết cắt chúng ta cần phải tiến hành bôi keo lèn xẹo. Đối với các mặt cắt của rễ cây, chúng ta cần phải đảm bảo gọt rũa cho đảm bảo không để dập các cái đầu rễ nhằm mục đích. Sau khi chúng ta trồng thì sẽ phun các rễ ngay chỗ mặt cắt của các rễ đầu cắt nêu trên. Nếu để dập gãy rễ thì sẽ dẫn đến hoại tử, sinh trưởng phát triển không tốt cho cây. Hai, tiến hành ngâm đế vào thế chất cho rễ nếu không có bầu, còn nếu có bầu chúng ta chưa trồng ngay. Đối với cây kích thước nhỏ thì chúng ta để khoảng nửa ngày. Đối với cây kích thước tầm trung vừa thì chúng ta để khoảng một ngày. Và cây kích thước lớn thì chúng ta để khoảng tầm 3 ngày. Chúng ta sẽ dưỡng cây đối với trường hợp có bầu nêu trên. Sau khi chúng ta đã dưỡng cây xong hoặc trong trường hợp cây đào về không có bầu thì chúng ta sẽ tiến hành ngâm vào kích thích ra rễ. Về kinh nghiệm, đối với kích thích ra rễ chúng ta cần lựa chọn như Atonic hoặc N3M vân vân. Trong trường hợp này chúng ta có thể hòa chung các loại kích thích ra rễ nêu trên để chúng ta tiến hành ngâm. Hoặc là chúng ta sẽ tiến hành ngâm riêng từng loại kích thích ra rễ. Đối với thời gian ngâm, chúng ta cần căn như sau. Đối với bộ đế gốc cây nhỏ thì chúng ta ngâm khoảng thời gian nửa ngày. Nếu kích thước lớn, chúng ta nên ngâm một ngày. Sau khoảng thời gian trên, chúng ta sẽ di chuyển ra khỏi chậu hoặc bể mà chúng ta đang ngâm cây. Chúng ta để ráo trong khoảng thời gian khoảng 30 phút. Sau đó mới tiến hành trồng vào chậu. Thứ tư là chúng ta tiến hành trồng vào chậu. Thành phần giá thể đất chúng ta tiến hành trồng gồm có cát 70%. Lưu ý là cát nước ngọt, sơ dừa 20%, chấu sống 10%. Nếu trường hợp chúng ta có được đất cát thì chúng ta sử dụng đất cát cũng được, cùng với sơ dừa và chấu sống. Còn nếu không có đất cát thì chúng ta sẽ tiến hành trộn giá thể như đã nói nêu trên. Chúng ta sẽ đưa bộ đế gốc của cây bằng lăng vào trong chậu. Chậu cần phải có kích thước lớn hơn kích thước của bộ đế gốc cây bằng lăng. Dưới đáy của chậu cần phải đảm bảo có lỗ thoát nước và cần phải được sắp xếp thành phần giá thể đất đảm bảo thoát nước. Có thể chúng ta sẽ sử dụng chấu sống cùng với xỉ than, chúng ta đặt xuống dưới cùng. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đưa giá thể đất vào thêm khoảng 20 cm. Sau đó chúng ta mới tiến hành đưa bộ đế gốc của cây bằng lăng vào chậu. Sau khi đưa vào chậu, chúng ta kê và cố định
Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đưa toàn bộ giá thể đất vào trong chậu, đảm bảo xe khít luồn lách vào tất cả các cái khe gốc đế của chậu và rễ của cây. Bước thứ năm, chúng ta sẽ tiến hành tưới. Quá trình tưới cần phải đảm bảo tưới thật đẫm và chúng ta dùng vòi nước để chúng ta di chuyển xung quanh thành chậu và các khe của gốc cây bằng lăng nhằm mục đích để đảm bảo cho thành phần giá thể trồng được len lỏi và khe xiết vào tất cả các ngóc ngách, không để khoảng trống giữa bộ đế rễ và chậu. Sau khi chúng ta đã tiến hành xong nội dung tưới nêu trên, đảm bảo chắc chắn bộ đế rễ đã được cố định, ổn định và độ phân bố của giá thể đất đều đối với chậu và gốc, thì chúng ta sẽ để ráo trong khoảng thời gian là nửa ngày. Sau nửa ngày chúng ta sẽ tiến hành tưới kích thích ra rễ. Trung bình cứ 5 ngày chúng ta tưới kích thích ra rễ loãng một lần. Và để cây dưỡng trong bóng mát. Bước thứ 6, tiến hành dưỡng cây trong bóng mát. Chúng ta cần phải đảm bảo được quấn bảo vệ thân, chi, tay cành của cây bằng lăng. Nếu kích thước lớn, chúng ta sẽ tiến hành dùng rẻ để chúng ta quấn và tưới giữ độ ẩm. Nếu kích thước nhỏ thì chúng ta sẽ tiến hành phủ bằng bao bì túi bóng. Sau đó chúng ta đưa vào khu vực bóng mát. Hàng ngày sẽ tiến hành phun tưới để giữ độ ẩm. Sau khoảng thời gian khoảng 10 ngày thì chúng ta quan sát thấy bắt đầu hình thành lên các chồi non của cây bằng lăng. Đến thời điểm này chúng ta sẽ tiến hành gỡ các lớp rễ mà chúng ta đã quấn đỗ trên thân và chi tay cành ra để các chồi phát triển sinh trưởng một cách bình thường. Trong thời gian dưỡng ở khu vực bóng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, đối với độ cường độ ánh sáng trong thời gian này chỉ khoảng 50% ánh sáng. Bước thứ 7, tiến hành cắt tỉa và uốn chi tay cành. Tính từ thời điểm bắt đầu phát triển của các chồi non mới cho đến thời điểm chúng ta áp dụng bước thứ 7 là khoảng tháng rưỡi cho đến 2 tháng. Trong thời gian này chúng ta cần phải xác định các chi tay cành loại bỏ và các chi tay cành được sử dụng để uốn tạo dáng thế bonsai. Đồng thời chúng ta sẽ tiến hành quấn kẽm để uốn tạo dáng thế đối với các chi tay cành đã được lựa chọn để lại. Bước thứ 8 là chế độ tưới tiêu, ánh nắng và diệt trừ sâu bệnh. Đối với chế độ tưới tiêu, khi cây đã được tháng rưỡi đến 2 tháng thì chúng ta đã đưa cây ra ngoài ánh sáng tự nhiên như chúng ta đang quan sát và tiến hành tưới hàng ngày. Lưu ý cần phải đảm bảo độ thoát nước tốt. Thường xuyên quan sát để diệt trừ sâu bệnh. Đối với cây bằng lăng, cây sâu bệnh không nhiều, cho nên chúng ta cũng không lo lắng lắm về nội dung này. Tuy nhiên, đang trong giai đoạn cây hình thành phát triển các chồi để định hình tay cành bonsai, chúng ta cần thường xuyên quan tâm để nếu có phát hiện sâu bệnh thì sẽ tiến hành mua thuốc để phun diệt trừ sâu bệnh. Phần thứ hai,
là trường hợp chúng ta mua phôi của cây bằng lăng ở các vựa về chúng ta trồng. Đối với phần này, chúng ta cần tiến hành các bước như sau. Một, chúng ta có thể sử dụng toàn bộ giá thể đất, bầu đất đã được các vựa nhà vườn đang sử dụng. Hai, chúng ta tiến hành loại bỏ khoảng 70% giá thể đất, bộ đất. Để xác định nội dung này, chúng ta cần quan sát vào sức khỏe của cây. Nếu cây có sức khỏe tốt, sức sống tốt, khỏe mạnh, thì chúng ta có thể sử dụng để nguyên cả bầu đất, giá thể đất nêu trên, chúng ta đưa vào chậu và đưa các giá thể đất như phần thứ nhất đã giới thiệu để chúng ta bổ sung vào. Trong trường hợp nếu cây không thể hiện rõ sức sống, sự khỏe mạnh, cứng cáp, thì chúng ta cần phải tiến hành gỡ bớt số lượng giá thể đất cần gỡ đi khoảng 30% cho đến 50%. Nếu trường hợp thấy đất trong bầu đất quá cứng thì chúng ta có thể gỡ đến 70%. Sau khi gỡ xong thì chúng ta sẽ tiến hành trồng vào chậu và phương pháp trồng, giá thể đất trồng, tưới kích thích, tưới tiêu, dưỡng cây tương tự giống phần thứ nhất. Phần thứ ba là chế độ thay giá thể đất. Từ thời điểm chúng ta trồng ươm, dưỡng cây cho đến thời điểm chúng ta tiến hành thay giá thể đất để đảm bảo bổ sung dinh dưỡng, sức sống, phát triển bình thường cho cây bằng lăng, thì trung bình sau 6 tháng chúng ta sẽ tiến hành bổ sung giá thể đất một lần. Phương pháp bổ sung, chúng ta trong giai đoạn này giá thể đất gồm có các thành phần, đó là đất thịt 15%, cát 20%, phân bò khô 30%, chấu sống 10%, sơ dừa 10%, tro 15%. Tất cả các thành phần trên được trộn đều và tiến hành mỗi lần thay là thay đến phạm vi từ 30 đến 50% giá thể đất trong chậu. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mong quý vị và các bạn tiếp tục like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh của mình. Chào tạm biệt quý vị và các bạn. Chúc các bạn thành công.